Xin chào tất cả các quý khách hàng của Hiền Vân Spa. Ngày hôm nay thì chúng ta lại có hẹn với một bạn khách hàng đã điều trị mụn và điều trị sẹo rất là hiệu quả tại Hiền Vân. Ngay bây giờ thì hãy cùng trò chuyện với bạn ấy nhiều hơn các bạn nhé. Chào em. Dạ, chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhé. Dạ, em là Tùng. Em bị mụn cách đây cũng 4-5 năm rồi. À, Tùng năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Và em hiện tại là đang là học sinh, sinh viên hay là em đã đi làm rồi? Dạ, em 18 tuổi. Em năm nay sinh viên năm nhất của trường Cao Thắng. Em bị mụn cũng 4-5 năm rồi. Vậy thì trong suốt cái thời gian 4-5 năm đó thì em đã đi điều trị ở đâu chưa? Hay là em sử dụng những cái phương pháp nào mà để điều trị mụn? Dạ, lúc mới bị thì nó chỉ lên một vài nốt thôi. Nên em mới đi mua mấy cái tiếp ở ngoài tiệm thuốc Tây để về sức. Rồi sau này khi mà nó nặng lên em mới có đi một vài spa nhỏ ở ngoài. Thì khi mà em đi mua những cái thuốc Tây ở ngoài các tiệm thuốc như vậy thì là ai đã chỉ dẫn cho em hay là em tự tới tìm tới rồi mua thôi? Dạ, em tới tiệm thuốc Tây em hỏi. À, em chỉ tới xong em nói cái tình trạng mụn của em như vậy, sau đó họ bán thuốc về cho em sử dụng đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thì em sử dụng thuốc như vậy trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu và em cảm thấy hiệu quả của những cái loại thuốc này như thế nào? Em sử dụng thuốc đó cũng khoảng 1 năm mà em thấy nó không có giảm. Em sử dụng 1 năm luôn. Thì trong cái thời gian 1 năm đó thì em cảm thấy cái tình trạng mụn của mình như thế nào? Nó nổi nhiều hơn hay là nó bớt đi trong cái thời gian đầu hay là như thế nào? Dạ, nó đỏ, như vậy nó sưng đau. Đỏ sưng đau hơn, vậy mà em đã kéo dài trong suốt thời gian 1 năm luôn. Dạ, tại em nghĩ là phải kiên trì đúng không? Em nghĩ là thuốc nó ngấm từ từ. Rồi, vậy thì sau 1 năm sử dụng thuốc đó thì em đã đi đến điều trị ở những cái nơi nào khác chưa? Dạ, thì lúc đầu nó bị nhẹ cho nên em mới đi đến tiệm thuốc Tây để mua một vài tiếp thuốc về sức. Nhưng sau đó nó vẫn không hết. Rồi mẹ em mới nghe những gì hàng xóm xung quanh là đắp nghệ, đắp nha đam, đắp rau má rồi. Nhưng mà nó tình trạng vẫn như vậy, nó vẫn không giảm. Rồi bạn em mới rủ em đi những spa, nhưng mà những spa nhỏ ở ngoài. Nhưng mà em đi thì em thấy chất lượng nó không có đảm bảo. Cho nên mụn thì vẫn còn, nhưng mà tiền thì mất. Có nghĩa là đã nghe rất là nhiều những lời khuyên từ mẹ, từ các cô hàng xóm, rồi từ bạn bè của mình nữa đúng không? Dạ, đã tìm đầy đủ các phương pháp điều trị, bao gồm có điều trị từ các phương pháp thiên nhiên tại nhà như rau má, đồ nghệ, rồi mà em kể đúng không? Dạ. Ngoài ra thì đi đến các spa điều trị nhưng mà hoàn toàn không có hiệu quả. Vậy thì cơ duyên từ đâu mà em biết đến Hiền Vân Spa và đến đây điều trị? Dạ, thì lúc đầu em trị nhiều vậy mà nó không hết thì em cũng nản dần. Em không muốn điều trị nữa. Nhưng mà xong rồi em mới dạo, em lướt ở trên Facebook thì em thấy. Rồi em mới vào em xem thử, em thấy người ta đánh giá là tốt cho nên em mới quyết định là đi thử. Có nghĩa là em biết đến Hiền Vân Spa là thông qua kênh Facebook đúng không? Dạ đúng rồi. Em đã có bao giờ vào cái kênh YouTube của Hiền Vân Spa để xem những cái video nặng mụn hoặc là những cái chia sẻ của các khách hàng đã điều trị mụn trước đó hay chưa? Dạ, tại vì em nó có trị mấy spa nhiều lần rồi cho nên em thấy là chất lượng nó không có tốt, cho nên lần này em mới khi em thấy Hiền Vân Spa em mới vô YouTube em nghiên cứu. Em mới xem nhiều clip của Hiền Vân Spa. Cho nên em mới cảm thấy khá tin tưởng, cho nên em mới quyết định đi. Em xem khoảng bao nhiêu clip và khi em xem thì cái yếu tố nào để em quyết định là đó là một cái nơi tin tưởng để em lựa chọn tên đến? Dạ, em xem cần chừng khoảng 3-4 tháng. 3-4 tháng là rất nhiều clip luôn đúng không? Dạ. Thì là trong thời gian 3-4 tháng đó là em biết là cái tình trạng mụn của em nó vẫn đang nặng dần lên mỗi ngày luôn đó. Dạ. Nhưng mà tại vì em trị nhiều cho nên em mới sợ. Cho nên em mới quyết định là em xem kỹ rồi em mới quyết định đi. Đã quá rất là nhiều lần bạn Tùng của chúng ta bị mất niềm tin khi mà điều trị bằng thuốc không khỏi nè, điều trị ở rất là nhiều các spa khác mà cũng không khỏi. Chính vì vậy nên bạn đã phải dành là từ 3 đến 4 tháng để mà nghiên cứu tất cả những cái social của Hiền Vân, bao gồm có Facebook, YouTube. Bạn xem rất là nhiều các tình trạng của khách hàng điều trị trên YouTube và khi mà bạn đã cảm thấy là rất nhiều người hiệu quả rồi thì bạn mới quyết định đến đây để điều trị.
Ngay bây giờ thì xin phép Tùng, chị sẽ cho khách hàng của Hiền Vân Spa xem lại những cái hình ảnh của em trước khi điều trị nhé. Dạ. Đây, như các bạn có thể thấy tình trạng da của bạn Tùng trước khi mà đến Hiền Vân điều trị. Ma Túy sẽ zoom gần hơn cho các bạn có thể thấy cái tình trạng da của khách hàng. Các bạn có thể thấy là tình trạng da của bạn Tùng là tập trung rất là nhiều những cái ổ mụn viêm như thế này. Mụn viêm mủ các bạn nha. Mụn viêm mủ là rải rác khắp hai bên má như thế này. Ngoài ra khi mà các bạn nhìn kỹ, các bạn có thể thấy là những cái điểm gồ lên như thế này. Đối với những khách hàng mà không nhìn bằng mắt thường đối với tình trạng da của các bạn thôi, thì các bạn nghĩ rằng đây là những cái vết mụn các bạn đã lấy ra rồi và chỉ còn thâm, hoặc là thâm đỏ. Thực tế đây là những cái ổ nang ở bên dưới và vẫn chưa được giải quyết triệt để các bạn nha. Nên các bạn sẽ thấy nó vẫn còn sưng lên như thế này. Và như Tùng cũng chia sẻ là em đã đi điều trị rất là nhiều nơi rồi, thì đối với mụn ẩn, mụn đầu đen thì nó có thể hết. Nhưng mà đối với tình trạng mụn viêm hoặc là những cái mụn nang như thế này thì em về nó vẫn còn, đúng không Tùng ha? Dạ đúng rồi. Ừ, em vẫn thấy là da của mình còn rất là đỏ và vẫn còn rất là sưng như thế này nữa. Thì có nghĩa là những cái ổ mụn nang của em hoàn toàn chưa được giải quyết. Và mụn nang mà nếu như mà em để một cái thời gian rất là dài thì nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ là em bị sẹo. Đó là cái nguyên nhân khi mà em thấy nè, cái tình trạng mụn của em vẫn còn, mà sẹo thì là sẹo đỏ. Các bạn có thể thấy là cái tình trạng sẹo đỏ của bạn tập trung ở hai bên má rất là nhiều thế này. Đây là hậu quả của cái tình trạng mụn viêm và mụn nang mà mình điều trị không đúng cách các bạn nhé. Đối với cái hình thái sẹo của bạn Tùng thì các bạn có thể thấy là chủ yếu là sẹo đáy nhọn và sẹo đáy vuông, tập trung hai bên má. Thì đối với những cái vùng sẹo mà sẹo đỏ như thế này, có nghĩa là sẹo chỉ mới hình thành trong khoảng thời gian từ 1 tháng đến 3 tháng, thì thời gian chúng ta điều trị là các bạn chỉ cần khoảng từ 3 đến 4 buổi thì các bạn có thể cải thiện được khoảng 90%. Tuy nhiên đối với những cái sẹo mà đã hình thành khá là lâu và cái chân sẹo nó bị sơ trắng như thế này rồi, đây các bạn có thể thấy những cái sẹo đã bị sơ trắng như thế này rồi, thì chúng ta sẽ cần phải ít nhất là từ 7 đến 8 buổi. Và thực chất thì đối với những cái sẹo đã bị sơ cứng rồi thì cái mức độ cải thiện tối đa của sẹo chỉ khoảng từ 70 đến 80% thôi các bạn nhé. Chính vì vậy nên nếu chúng ta đã bị sẹo rồi thì chúng ta hãy cố gắng điều trị thật là sớm. Đối với cái tình trạng mụn của bạn khách hàng này thì khi mà bạn đến thì bạn đã được bác sĩ tư vấn cho mình một cái liệu trình là 10 buổi. Và đối với tình trạng sẹo thì cái này mình sẽ tùy vào cái mức độ tăng sinh collagen của bạn sau từng buổi điều trị thì bác sĩ sẽ điều chỉnh cái phác đồ một cách phù hợp nhất Tùng ha. Yeah. Đây cho các bạn xem lại một số những cái hình ảnh về cái má ở bên trái của bạn Tùng. Má bên trái của bạn ấy thì tập trung mụn nang khá là nhiều. Đây các bạn có thể thấy những cái ổ mụn nang cực kỳ lớn như thế này. Đối với cái diện tích mụn nang mà lớn như thế này thì chắc chắn là sẽ để lại sẹo nếu chúng ta không điều trị mụn đúng cách hoặc là để mụn quá lâu các bạn nhé. Đây, các ổ mụn nang mà tí có thể chỉ cho các bạn thấy. Đây. Còn đối với những cái tình trạng sẹo mà đã có trên cái bề mặt da của bạn ấy thì chắc chắn chúng ta sẽ phải áp dụng cái phương pháp là laser bít sẹo tại Hiền Vân Spa thì mình mới có thể điều trị dứt điểm được. Còn trong quá trình điều trị sẹo thì là trong quá trình điều trị mụn thì mình vẫn sẽ được kết hợp rất là nhiều công nghệ. Em có nhớ khi mà em tới đây thì em được bác sĩ tư vấn cho mình cái những cái phác đồ cụ thể như thế nào không? Dạ, khi em tới thì bác sĩ nói là mụn của em là tình trạng khá là nặng. Cho nên liệu trình phải là trên 7-8 liệu trình. Và phải kết hợp với lại bắn ELI để giảm viêm. Bắn ELI để kháng viêm từ tầng sâu để cho những cái mụn nang và mụn viêm của mình nó đạt được cái hiệu quả tối đa, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đây, Mai Thúy sẽ cho các bạn xem lại những cái hình ảnh của bạn trước khi điều trị. Đây là hai tấm trước điều trị ở cái góc mặt trái và góc mặt phải. Và đây là hai cái tấm hình sau cái quá trình điều trị mụn. Như các bạn có thể thấy là tình trạng mụn viêm, mụn mủ cũng như mụn nang thì đã hoàn toàn hết trên bề mặt da rồi các bạn nhé. Chỉ còn lại cái tình trạng sẹo như thế này. Trong quá trình điều trị mụn cho bạn ấy thì chúng ta sẽ có kết hợp thêm với cái phương pháp là điện di collagen cũng như là điện di các tinh chất serum để phục hồi da. Chính vì vậy nên đối với những cái sẹo mà mới hình thành thì cũng sẽ được cải thiện một phần nào đó, khoảng từ 15 đến 20%. Và còn những cái sẹo đỏ hoặc là sẹo lõm như thế này thì chúng ta cần một cái phác đồ điều trị cụ thể bởi công nghệ laser bít sẹo các bạn nhé. Một lát nữa thì Mai Thúy sẽ phân tích cụ thể hơn về cái công nghệ laser bít sẹo này đối với tình trạng mụn của bạn Tùng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm, hỏi thêm bạn một chút xíu về cái quá trình mà bạn sử dụng cái phác đồ điều trị mụn tại Hiền Vân Spa. Thì bạn cảm thấy như thế nào? Dạ, khi điều trị phác đồ tại Hiền Vân Spa thì em thấy mụn của mình thì nó giảm, viêm cũng giảm bớt và thâm đỏ cũng dần dần nó mờ đi. Dạ.
Thì sau khi mà em trị khoảng 1 đến 2, 3 buổi đầu tiên đi, thì em cảm thấy cái mức độ của mình cải thiện được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, khi mà điều trị một lần đầu thôi là em đã thấy nó giảm rất nhiều. Mà nó không có bị sưng lên. Và mấy cục mủ thì nó cũng mất dần. Và khi đến lần thứ 3, lần thứ 4 thì em cảm giác là nó không còn mụn mủ. Không còn mụn mủ nữa. Và chúng ta chỉ đang đi cố gắng để khắc phục những cái tình trạng tái phát lại. Đúng rồi. Mình sẽ giúp cho da nó phục hồi và kháng viêm một cách rất là tốt nhất để ngăn chặn cái tình trạng là mụn sẽ tái phát em ha. Thì khi mà em đến đây em sử dụng cái công nghệ New Eli, tức là em chưa từng sử dụng ở bất cứ cái spa nào khác, thì em đánh giá như thế nào về cái công nghệ New Eli này? Trong quá trình em sử dụng em có cảm thấy khó chịu hay đau rát gì hay không? Khi dùng cái đó thì em cảm giác như là mụn viêm mình nó giảm nhiều hơn, giảm lên tới 90% giảm lên 90%. Sau khi mà em điều trị bằng công nghệ cao tại Hiền Vân Spa rồi thì em về em có được bác sĩ tư vấn cho mình những cái sản phẩm sử dụng tại nhà như thế nào không? Dạ có, sử dụng thuốc trị mụn serum với lại dưỡng, và bác sĩ còn kê ra cho em phát đồ để chăm sóc tại nhà rất là chi tiết. Và em luôn cam kết là mình sẽ tuân thủ cái đó thì để đạt được cái kết quả tốt như hiện nay đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, như quý vị và các bạn được biết thì lúc ban đầu Mai Thúy cũng có chia sẻ là bạn Tùng không có chỉ điều trị mụn tại Hiền Vân Spa, mà sau cái quá trình điều trị mụn thì bạn khách hàng này cũng đang thực hiện cái dịch vụ là điều trị sẹo rỗ bằng công nghệ laser pixel tại Hiền Vân Spa các bạn nhé. Mai Thúy muốn chia sẻ với khách hàng của Hiền Vân Spa cũng như là bạn Tùng ở đây là tại sao trong quá trình mà em ấy đang điều trị mụn thì chúng ta vẫn phải kết hợp với việc điều trị sẹo. Bởi vì là khi mà các tình trạng mụn còn đang viêm, đang mủ hoặc đang nang thì chúng ta bắt buộc phải điều trị mụn xong rồi thì chúng ta mới điều trị sẹo. Tuy nhiên cái việc mà điều trị mụn này chỉ dừng lại ở mức độ ổn định thôi các bạn nhé. Ổn định chứ không phải là điều trị dứt điểm. Bởi vì trong quá trình mà khi các bạn đang điều trị mụn thì cái tuổi thọ sẹo của mình nó vẫn đang tiếp tục tăng dần. Chính vì vậy nên nếu như mình để đến khi mà mình đã điều trị mụn dứt điểm rồi thì cái mức độ sẹo của mình nó đã rất là nặng rồi. Và cái phác đồ điều trị của các bạn đòi hỏi phải kết hợp rất là nhiều phương pháp và thời gian cũng rất là lâu. Các bạn sẽ phải tốn nhiều chi phí hơn nữa. Và đặc biệt là như mà Tùng chia sẻ lúc nãy là bác sĩ nói với em là nếu như mà sẹo mình để càng lâu thì cái chân sẹo nó càng sơ cứng và nó càng trắng ra thì cái thời gian điều trị của mình nó rất là lâu đúng không em ha? Yeah. Chính vì vậy nên là bây giờ chúng ta khi mà bạn Tùng đang dừng lại ở cái mức độ là mình điều trị mụn tới cái buổi thứ 7 trên cái phác đồ là 10 buổi thì chúng ta đã bắt đầu áp dụng cái buổi điều trị sẹo đầu tiên của bạn ấy rồi. Và sau khi mà em điều trị sẹo buổi đầu tiên thì em đánh giá cái mức độ cải thiện của mình được khoảng cỡ bao nhiêu phần trăm? Dạ sau khi điều trị sẹo lần đầu tiên thì em thấy phần sẹo, những phần sẹo cũ của em thì nó giảm được khoảng 20%, còn các sẹo mới thì nó giảm khoảng 30-35%. 30-35%. Đây các bạn có thể thấy là đây là một khách hàng người thật, việc thật và chia sẻ thật về cái hiệu quả mà bạn ấy đã đạt được sau một buổi đầu tiên sử dụng công nghệ laser pixel tại Hiền Vân Spa các bạn nhé. Khi mà em đến đây thì em có được bác sĩ thực hiện cái công đoạn là bóc tách sẹo bằng kim y khoa không nhỉ? Dạ là có ạ. Khi bóc tách thì em có cảm giác là nó không có đau. Em biết mà... tại sao mà trong quá trình bóc tách mình không có cảm giác đau không? Dạ là tại vì trước đó là bác sĩ có ủ tê cho em khoảng 1-2 tiếng gì. Đấy, các bạn có thể thấy là rất là nhiều khách hàng cảm thấy vô cùng lo lắng khi mà mình thực hiện cái thủ thuật là bóc tách đáy sẹo bằng kim y khoa thì cảm thấy là cái vết kim nó đâm vào trong da của mình và các bạn lo lắng là nó sẽ đau rát hoặc như thế nào. Thì Tùng cũng chia sẻ là em hoàn toàn không có cảm giác đau gì hết, bởi vì trước đó là các khách hàng đã được ủ tê trong thời gian từ 30-45 phút thôi em nhé. Yeah. Thì 30-45 phút này thì bác sĩ sẽ xác định tùy theo cái tình trạng da và mức độ tổn thương của da để bác sĩ sẽ tư vấn cho em về cái thời gian mình ủ tê một cách hợp lý nhất. Và hơn thế nữa thì các bạn thân mến, đối với cái thủ thuật bóc tách đáy sẹo này thì bắt buộc phải là bác sĩ thực hiện các bạn nhé. Tại vì đây là một thủ thuật mang tính chất xâm lấn. Chính vì vậy nếu như các bạn đến những cái spa không uy tín và được các bạn kỹ thuật viên không có tay nghề, không có kinh nghiệm trong việc bóc tách thì chắc chắn là cái tình trạng sẹo của các bạn không những là không được cải thiện mà cái mức độ sẹo nó ngày càng lõm sâu hơn nữa và rất là khó điều trị.
Rồi, Mai Thúy hy vọng rằng là sau khi mà em kết thúc cả cái liệu trình điều trị mụn và điều trị sẹo tại Hiền Vân thì cái mức độ cải thiện của em sẽ đạt được như em mong muốn nhé. Yeah. Ban đầu khi mà em tới Hiền Vân Spa chỉ cam kết với em là cái mức độ sẹo của mình sau một buổi đầu tiên chỉ cải thiện khoảng từ 20% thôi đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì như em chia sẻ thì đã cải thiện từ đến 30-35% luôn rồi. Yeah. Nếu như bây giờ mà có một cái lời nào đó để nhắn nhủ và chia sẻ đối với những khách hàng mà đang bị mụn thì em sẽ chia sẻ gì? Dạ thì nếu như ai mà bị mụn mà lâu dài thì em nghĩ là nên tìm một spa uy tín và tin tưởng để điều trị, không nên mua những cái thuốc trên mạng giống em thì nó làm cho tình trạng mà tiền mất tật mang. Rồi, theo như em thì những yếu tố nào để quyết định về cái việc là mình lựa chọn một spa uy tín nhỉ? Dạ là spa đó là phải tuân thủ cam kết đúng như những gì mà đã yêu cầu. Và có nghĩa là khi mà em đến Hiền Vân Spa thì em cũng sẽ được ký một cái văn bản cam kết là về cái mức độ cải thiện như thế nào qua từng buổi hoặc là sau khi kết thúc liệu trình đúng không? Dạ đúng rồi. Và đó là một trong những yếu tố. Còn yếu tố thứ hai là gì nhỉ? Yếu tố thứ hai là bên Hiền Vân Spa có phiếu bảo hành mụn, phiếu bảo hành mụn trọn đời. Đúng rồi, đây là một cái yếu tố mà bản thân Hiền Vân Spa cảm thấy vô cùng tự hào đối với dành cho tất cả các khách hàng. Có nghĩa là khi khách hàng điều trị mụn, kết thúc liệu trình cũng sẽ được tặng một cái thẻ bảo hành trọn đời. Và khi kết thúc liệu trình điều trị sẹo thì cũng sẽ được tặng một cái thẻ bảo hành trọn đời. Đúng không em ha? Dạ. Đó thì đối với cái thẻ bảo hành này thì hàng tháng mình cứ đến đây để được chăm sóc da hoàn toàn miễn phí và không có phát sinh bất cứ cái chi phí gì hết, để ngăn ngừa tối đa là cái tình trạng mụn của mình nó sẽ không bao giờ tái phát, cũng như là sẹo của mình sẽ đầy lên hoàn toàn và không có tái lõm trở lại. Yeah. Còn cái yếu tố nào nữa không? Hai yếu tố rồi, còn yếu tố nào mà em muốn chia sẻ với khách hàng nữa không? Dạ, yếu tố mà em chọn Hiền Vân, yếu tố mà em chọn Hiền Vân Spa là do những người đánh giá của Hiền Vân là điều trị cam kết và hết 100% và không bao giờ tái lại. Có nghĩa là mình phải xem rất là nhiều những khách hàng đã đánh giá là ở cái spa đó đã đạt được rất là nhiều cái hiệu quả đúng như mà họ cam kết đúng không em ha? Dạ. Rồi, bây giờ thì em sẽ có một cái lời nhắn nhủ nào đối với team Hiền Vân Spa hay không? Trong quá trình mà các anh chị điều trị cho em thì em cảm thấy như thế nào? Em có cảm thấy hài lòng, cảm thấy vui vẻ khi mà mình được chăm sóc và điều trị tại đây hay không? Dạ, khi mà đến Hiền Vân Spa thì em thấy đội ngũ nhân viên rất là thân thiện, nhiệt tình và điều trị cho em. Và bác sĩ thì đưa cho em phác đồ điều trị và giải thích rất là cặn kẽ và chi tiết. Rồi, cảm ơn Tùng rất là nhiều đã dành thời gian cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và chúc em sẽ sớm sở hữu được một làn da đẹp để tự tin hơn nữa trong công việc học tập cũng như là trong cuộc sống của mình nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn Tùng và cảm ơn rất là nhiều quý khán giả của Hiền Vân Spa đã đón xem buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào trong những buổi chia sẻ lần sau. Mai Lý cũng xin phép nhắc lại là hiện tại bây giờ thì Hiền Vân đang có hai chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Đối với dịch vụ điều trị mụn thì chúng ta sẽ có ưu đãi là 299.000 cho một buổi điều trị. Và các bạn sẽ được tặng luôn thẻ bảo hành trọn đời sau khi mình kết thúc điều trình các bạn nhé. Và đối với dịch vụ điều trị sẹo bằng công nghệ laser pixel thì các bạn cũng đang được mức giá ưu đãi là 1.899.000 đồng. Và sau khi các bạn kết thúc liệu trình thì cũng sẽ được tặng một thẻ bảo hành trọn đời luôn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và hãy inbox về cho Hiền Vân nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc gì. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.